Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin doanh nghiệp doanh nhân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Các doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để giữ vững thị trường khách hàng. Doanh nghiệp xoay sở ứng phó khi giá cước vận tải biển tăng cao. Doanh nghiệp ổn định sản xuất, đẩy mạnh thu hút lao động. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xem đây là giải pháp quan trọng để giữ vững thị trường khách hàng. Hiện nay, nhu cầu và đòi hỏi của người tiêu dùng về chất lượng dịch vụ, mẫu mã, giá cả hàng hóa ngày càng cao. Những sản phẩm không rõ thông tin về nhãn mác, chất lượng và hạn sử dụng đều có thể bị tẩy chay, không thể tồn tại. Điều này đặt ra đòi hỏi đối với các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh phải thay đổi cách thức phục vụ, trong đó phải đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch hành động bảo vệ quyền người tiêu dùng năm 2024 với chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, nhằm tiếp tục kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, cung cấp thông tin hàng hóa dịch vụ chính xác đầy đủ. Ngành Công thương Thanh Hóa cũng đang tập trung tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình hành động Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, qua đó tạo lập môi trường kinh doanh an toàn lành mạnh, hướng tới sự phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, xung đột tại Biển Đỏ kéo dài từ cuối năm 2023 đến nay đã khiến giá cước vận tải biển tăng phi mã, kéo theo chi phí hoạt động của các doanh nghiệp trong cả nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng cũng tăng lên. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những ngành hàng xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, EU đang phải xoay sở đưa ra các giải pháp ứng phó để vừa đảm bảo đơn hàng ký kết, vừa duy trì ổn định sản xuất. Không chỉ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu, việc tăng chi phí vận tải biển đang tác động làm tăng giá cả các nguyên vật liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, gây khó cho kế hoạch phục hồi của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ, làm việc với đối tác để thương lượng lại giá cả, thời gian vận chuyển. Khi ký kết đàm phán hợp đồng, nên có điều khoản về bồi thường, miễn trách nhiệm trong các tình huống khẩn cấp để tránh rủi ro, tổn thất có thể xảy ra. Ngoài ra, cũng cần phải chủ động các phương án vận chuyển khác, đa dạng hóa thị trường để hạn chế ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục có các chỉ đạo về điều hành tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh sức hấp thụ vốn ở mức khá thấp. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung các giải pháp khơi thông dòng chảy tín dụng, sẵn sàng đưa nguồn vốn vào khu vực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Đến hết tháng 2 năm 2024, dư nợ trên địa bàn tỉnh đạt trên 194.000 tỷ đồng, tăng 0,2% so với đầu năm. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa, tín dụng tăng trưởng chậm, nguyên nhân một phần bởi nhu cầu vốn đầu năm thường yếu hơn so với cuối năm. Hiện lãi suất huy động tại các ngân hàng kỳ hạn 6 tháng phổ biến trong khoảng 3% một năm đến 4,8% một năm. Phần lớn các ngân hàng đều điều chỉnh giảm lãi suất so với cùng kỳ tháng 1 năm 2024, từ 0,1 đến 0,5% một năm tùy kỳ hạn. Hiện lãi suất cho vay bình quân của các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,1 đến 10,2% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao bình quân khoảng 3,8% một năm. Các ngân hàng đều đang triển khai chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi, đồng thời tiếp tục tiết giảm chi phí, thúc đẩy tín dụng an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Xác định giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động là đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua huyện Nông Cống đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển. Như vậy, một số lao động đã được tạo điều kiện hỗ trợ tiếp cận những việc làm phù hợp, thu nhập ổn định tại địa phương. Công ty trách nhiệm hạn may xuất khẩu Vạn Lợi xã Thăng Long huyện Nông Cống nhận bàn giao từ công ty cổ phần may Vạn Lợi vào tháng 4 năm 2023. Ngay sau khi tiếp nhận, công ty đã chuyển hướng từ thị trường truyền thống là Mỹ, Hàn Quốc sang thị trường Nhật Bản. Mặc dù hiện nay nhiều doanh nghiệp may đang gặp khó do thiếu, thậm chí là không có đơn hàng, nhưng đối với công ty 2 tháng đầu năm 2024 đã xuất khẩu được 170.000 sản phẩm và đã ký được nhiều đơn hàng đảm bảo cho người lao động có việc làm kéo dài đến hết tháng 8 năm 2024. Việc ký kết được đơn hàng xuất khẩu quần áo năm 2024 là tín hiệu tích cực, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, tạo công ăn việc làm cho 700 lao động,
với mức thu nhập dao động từ 6 triệu đồng đến 7 triệu đồng một người một tháng. Hiện doanh nghiệp đang mở thêm xưởng mới và dự kiến tuyển dụng thêm 300 lao động. Đây là cơ hội để công ty tăng trưởng trong năm 2024, phấn đấu mục tiêu sản xuất tăng thêm 20% so với năm 2023. Môi trường làm việc ở đây cũng khá là thuận lợi, thoải mái, cho nên mà người lao động cũng rất là muốn gắn bó với công ty. Để đáp ứng được cái nhu cầu đơn hàng cũng giống như cái nhu cầu thực tế của khách hàng thì hiện tại công ty đang tiếp tục đầu tư thêm một xưởng mới là 20.000 m2. Bước đầu tiên công ty mong muốn tuyển dụng thêm khoảng tầm 200 đến 300 công nhân trong năm 2024. Xưởng mới dự tính làm xong ấy thì là tuyển dụng 1.000 đến 1.500 công nhân. Là doanh nghiệp cung ứng và sản xuất vật liệu xây dựng, công ty cổ phần xây dựng và khai thác khoáng sản Thái Sơn, xã Tân Phúc luôn chú trọng tới việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, mở rộng quy mô đầu tư để nâng cao sản lượng. Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung, áp dụng công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị được nhập khẩu đồng bộ, nâng tổng công suất dây chuyền đạt 10 triệu viên một năm. Ngoài ra công ty còn đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất cát nhân tạo từ nguyên liệu sỏi, đá để tạo ra sản phẩm cát sạch chất lượng cao. Với công suất thiết kế trên 200 tấn một giờ, các công đoạn sản xuất được tự động hóa nên giảm thiểu tối đa công lao động và giảm tiêu hao năng lượng trong quá trình sản xuất. Cát nhân tạo đảm bảo không có tạp chất, hạt đều, giá thành thấp hơn cát tự nhiên nên có khả năng thay thế được cát tự nhiên trong một số lĩnh vực, đặc biệt là trộn bê tông và sản xuất gạch không nung, từ đó nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, được các chủ thầu xây dựng và người tiêu dùng đánh giá cao. Đó là tín hiệu tích cực đáng mừng, khởi đầu một năm mới thuận lợi, tạo đà cho công ty bứt phá phát triển đi lên. Hiện tại, công ty tạo việc làm cho hơn 50 lao động với mức lương từ 10 triệu đến 15 triệu đồng một tháng. Thì công ty chúng tôi thì đến nay là vẫn duy trì được cái chất lượng sản phẩm nên vẫn ổn định được việc làm cho cán bộ công nhân viên. Công ty thì cũng đang hướng đầu tư mở rộng nên cũng mong Đảng chính quyền các cấp thì tạo điều kiện cho cái điều kiện thông thoáng, ví dụ như cho thuê đất hay là cấp phép mỏ một cách là nhanh gọn để cho công ty đầu tư cho kịp thời. Trong quá trình nỗ lực của ban giám đốc cũng như cán bộ công nhân viên chung tay góp sức thì là vẫn đảm bảo được cái đời sống cho anh em công nhân viên trong công ty. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Nông Cống đã khuyến khích các xã phát triển tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống, thành lập các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, nhân cấy nghề mới, đồng thời tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh gắn với giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Hiện trên địa bàn huyện có 679 doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, xây dựng, với các sản phẩm chủ lực như may mặc, giày da. Hoạt động của doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20.000 lao động tại các địa phương trên địa bàn huyện. Thì cơ bản là đối với các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp mà tạo điều kiện cho nhiều cái lao động tại địa phương thì địa phương cũng tạo điều kiện để đấu mối với cơ quan cấp trên cũng như các cái tổ chức khác để cùng hỗ trợ đối với doanh nghiệp để phát triển. Hiện nay, huyện Nông Cống đang tập trung rà soát, nắm bắt nhu cầu việc làm của người lao động cùng với các giải pháp. Huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng, phối hợp cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, các sở ban ngành của tỉnh, tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng doanh nhân cho các chủ doanh nghiệp để bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đến với doanh nghiệp. Thời gian tới, huyện Nông Cống tiếp tục tạo thuận lợi để các doanh nghiệp cá nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp với phương châm sự thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là sự thành công của địa phương. Bên cạnh đó, tạo cơ chế thông thoáng, hỗ trợ về thủ tục để thu hút các dự án, mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Bản tin Doanh nghiệp Doanh nhân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.